cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái clip của Yến ngày hôm nay. Yến làm cái clip này bởi vì ngày hôm qua có một học sinh cũ của Yến đã hỏi tại sao cô không làm một cái clip để giải thích vì sao học sinh lớp 1 nói lại học tiếng Việt thông qua những cái ô vuông. Những ngày gần đây thì cư dân mạng share rất là nhiều những cái clip này và lên án hệ thống giáo dục cũng như là giáo viên khi mà dạy cho học sinh học tiếng Việt bằng những cái hình tượng như vậy. Thực ra bản thân của Yến không phải là giáo viên tiểu học, không dạy lớp 1, nhưng Yến lại là một giáo viên ngữ văn và Yến có một chút tri thức đủ để có thể trả lời về vấn đề này. Vì vậy cho nên ngày hôm nay Yến làm một cái clip ngắn này dành cho những người thật sự muốn tìm hiểu, thật sự thắc mắc, chứ không phải là để các bạn xem sau đó là chúng ta có những cái lời lẽ không phải và không hay với nhau. Bạn xin hãy tôn trọng Yến, tôn trọng Facebook này. Nếu các bạn cảm thấy là không thể chấp nhận, chúng ta có thể hủy kết bạn, chúng ta có thể rời khỏi Facebook vì đây là cái ngôi nhà riêng của Yến. Ở trên mạng chúng ta đang share những cái clip học sinh đọc những cái câu thơ và dựa trên những cái ô vuông, và cái clip đó là nó dựa trên cái bài học tiếng và từ trong sách công nghệ giáo dục lớp 1. Như vậy thì tại sao ở trong sách công nghệ giáo dục lại có cái bài dạng như vậy? Thứ nhất là cái bài tiếng và từ này theo Yến thấy thì nó nằm ở ngay những cái bài đầu tiên của năm học. Nó nằm ở trang số 5, có nghĩa là đây là những cái bài đầu tiên các bé học khi mà bước vào lớp 1. Và theo cái quy định của Bộ Giáo dục thì trẻ em bước vào lớp 1 mới bắt đầu học chữ. Điều đó có nghĩa là khi các em vừa vào lớp 1 đầu năm học, hầu hết các em không biết chữ. Như vậy vì sao các em có thể đọc được những cái câu thơ, những cái văn bản ngắn ở trong sách giáo khoa? Bởi vì các em được học thuộc lòng. Cái việc học thuộc lòng này là các em được dạy ngay từ ở mẫu giáo. Tại sao ở mẫu giáo các con về các con chưa biết chữ, các con có thể đọc được những cái câu thơ ngắn? Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Hoặc là các con có thể hát được những cái bài hát rất là dài, mặc dù các con chưa thể cầm lời bài hát để học được. Đó là bởi vì các con được dạy và các con ghi nhớ trong quá trình các con học tập. Điều đó cũng xảy ra khi các con đi học tiếng Anh. Một đứa trẻ 3 tuổi có thể hát bài ABC hoặc là Happy Birthday, mặc dù các con chưa hiểu được cái ngôn ngữ đó nó có nghĩa là gì. Như vậy thì việc cho em lớp 1 đọc văn bản không phải do các em biết chữ, mà là các em lặp lại theo cái trí nhớ được thầy cô giảng. Vậy thì những cái ô vuông đó nó có tác dụng như thế nào? Nó sẽ giúp cho các con phân biệt được thế nào là tiếng và thế nào là từ. Ở năm học lớp 6, các con được dạy tiếng là một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. Và Yến thường hay giải thích cho học sinh một cái âm thanh các con phát ra được gọi là một tiếng. Ví dụ, em ăn cơm chưa, tức là 4 tiếng. Em ăn rồi là 3 tiếng. Như vậy thì đối với học sinh tiểu học, nó sẽ không thể hiểu được đơn vị nhỏ nhất là gì, dùng để đặt câu là gì. Như vậy làm sao để các em hình thành được khái niệm tiếng? Vậy thì sách công nghệ giáo dục đã sử dụng những cái ô vuông để các em có thể dễ dàng hình dung ra. Ví dụ như bước đầu tiên, các cô giáo sẽ cho các con học thuộc lòng cái câu: trong đồng gì đẹp bằng sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Như vậy khi các con thuộc rồi, cô giáo sẽ chỉ vào ô vuông. Các con nhìn, mỗi ô vuông này nó sẽ tượng trưng cho một tiếng trong bài thơ. Trong đồng gì đẹp bằng sen. Các con có thể đến cho cô trong câu thơ vừa rồi có bao nhiêu tiếng được không? Và đương nhiên một học sinh lớp 1 thì cái việc các con đến được từ 1 tới 20, thậm chí từ 1 tới 100 là điều vô cùng dễ dàng. Như vậy các con nhìn vào đây, các con có thể đến được, trong cái câu đó có 6 tiếng. Tương tự, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ có 8 tiếng. Như vậy thì qua cái phương pháp trực quan như thế này, các con có thể dễ dàng biết được là câu thơ đó gồm có bao nhiêu tiếng. Và trong phần khung ghi nhớ, em thấy có ghi rất là rõ, những cái ô vuông này là vật thay thế, có nghĩa là giúp các con dễ dàng hình dung ra được có bao nhiêu tiếng trong câu thơ. Đây là một cái phương pháp trực quan mà bản thân của Yến nghĩ là rất là hay, rất là phù hợp với trẻ em lớp 1 khi mà cái nhận thức của các bé nó còn rất là non nớt. Như vậy thì vì sao trẻ em lớp 1 nó nhỏ như vậy mà chúng ta phải học tiếng và từ? Bởi vì tiếng là đơn vị nhỏ nhất dùng để tạo từ, và từ là dùng để đặt câu.
Khi các con học tiếng Việt, nghĩa là các con đang học tạo lập câu, tạo lập văn bản để cùng nhau nói chuyện, mà các con không xác định được tiếng là gì, từ là gì, thì sẽ rất là khó trong cái việc tiếp thu của các con. Sau bài tiếng và từ thì sau này các con sẽ còn phải biết được là từ có một tiếng là từ đơn, từ có 2-3 tiếng trở lên gọi là từ phức. Trong từ phức sẽ có từ ghép và từ lấy. Như vậy tiếng và từ đó là những cái kiến thức cơ bản nhất mà mỗi một cái người học tiếng Việt cần phải nắm được. Vậy thì Yến không hiểu được là tại sao ở trên mạng lại share những cái clip và share với một tốc độ rất là chóng mặt. Thậm chí là có rất là nhiều người chưa cầm được cái quyển sách công nghệ giáo dục, chưa mở ra xem, chưa nắm được những điều mà quyển sách đề cập tới, họ cũng share và sau đó họ lên án giáo viên, họ lên án giáo dục. Ý nghĩ là với bản thân một người giáo viên dạy ngữ văn thì cái bài học này nó không có một cái vấn đề gì cả. Nếu như chúng ta nhìn nhận nó là đây là một cách học trực quan giúp cho các con dễ dàng hình dung được, dễ dàng nắm bắt được vấn đề, thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái phương pháp hoàn toàn khả quan đối với lại học sinh lớp 1. Ở cái clip này thì Yến chỉ muốn đề cập tới vấn đề như vậy. Và Yến hy vọng là những người không thuộc chuyên môn ngữ văn nhưng có quan tâm tới vấn đề tiếng Việt, trước khi xem một cái clip nào chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ, chúng ta phải suy xét. Bởi vì với một cái tốc độ lan truyền như vậy thì những cái điều sai nói quá nhiều thì nó sẽ trở thành một cái điều đương nhiên đúng. Và như vậy chúng ta đã vô tình bẻ cong cái sự thật và sẽ gây khó khăn rất là nhiều cho những người giáo viên trong việc truyền thụ kiến thức cho các con. Bởi vì nếu như cha mẹ cứ cho rằng thầy cô giáo sai thì không thể yêu cầu con cái của mình tôn trọng giáo viên, tôn trọng bài học và cố gắng đến trường để tiếp thu kiến thức được. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối cùng của clip này và hy vọng là trong những phút ngắn ngủi vừa rồi các bạn đã nắm được tại sao mà trẻ lớp 1 học công nghệ giáo dục lại có thể chỉ vào những cái ô vuông này để mà đọc văn bản. Đó là quá trình tiếp nhận, ghi nhớ và lặp lại, chứ không phải là các em nhìn vào đây mà các em biết chữ. Cho nên là chúng ta không cần phải lo về cái vấn đề đó. Cảm ơn các bạn.